chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để chúng ta có thể là đưa được cái nịch âm ra ngoài cái màn hình điện thoại của chúng ta. Cụ thể ở đây là trên chiếc điện thoại Android nhé mọi người nhé, chạy hệ điều hành Android. Đó, thì bây giờ mình sẽ xóa đi để mình cài đặt cho mọi người cùng biết cách làm nhé. Đây mình sẽ xóa cái nịch này, xóa này. Rồi, cái việc đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái CH Play. Chúng ta sẽ tải lịch về cho mình nhé. Đây, các bạn sẽ tải lịch Vạn Niên về cho mình. Thì ở đây mình đã cài đặt cái nick Vạn Niên rồi, thế nên mình sẽ không cài nữa. Đây mình sẽ thoát ra. Đây, nick Vạn Niên của mình đã có ở trong điện thoại của mình rồi nhé mọi người nhé. Ok, tiếp theo thì các bạn chỉ cần thoát ra cái màn hình như này thôi. Và chúng ta sẽ ấn liệt vào cái khu trống ở trong màn hình của chúng ta. Mình sẽ kích liệt này. Đó, nó ra như này. Thì chúng ta sẽ vào cái phần 4 cái ô vuông này. Nếu mà các bạn mà không hiện ra như mình thì nó sẽ là cái tiện ích nha mọi người nhé. Mình sẽ kích vào. Đây. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thêm những cái tiện ích ra cái ngoài màn hình của chúng ta. Ví dụ như là đây, vừa nãy mình cài rồi nên nó đề xuất ngay trên cùng. Nếu mà các bạn mà chưa được đề xuất như này thì chúng ta sẽ tìm đến cái phần ứng dụng nịch Vạn Niên. Đây, mình sẽ kích vào. Đó, thì lúc này nó sẽ có hai dạng, một dạng là 4x2 và một dạng là 4x4. Thì tùy theo các bạn thích cài loại nào ra màn hình thì chúng ta sẽ chọn vào cái đấy nhá. Đây, mình sẽ cài cái bên trên này. Rồi, mình sẽ ấn vào thêm nhá. Thêm. Rồi ok, lúc này nó sẽ sang một cái bên màn hình phụ, mọi người thấy không ạ? Sang bên màn hình phụ này, chúng ta chỉ cần ấn liệt vào và chúng ta kéo về cái màn hình chính của chúng ta thôi. Thì lúc này ngay lập tức lần nịch âm nó đã ra ngoài màn hình của chúng ta rồi nhá. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cách làm thế nào để chúng ta có thể là có cái nịch âm ở cái ngoài màn hình chính của điện thoại của chúng ta. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích thì cho mình like và đăng ký nhá. Và chia sẻ video giúp mình. Còn mình xin khép lại cái video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.